trăm mấy á, thì cái chất chúng ta sau này nó có màu gì thì sẽ biết được có một cái vùng nào. Rồi giờ mình muốn kiểm tra xem cái bay lai của mình có thành công không á, thì mình sẽ bấm vào chỉ sambo, mình test thử coi cái mẫu trắng này có đưa gì không không. Rồi sambo đúng rồi, ok. Ok đúng rồi, xem sao cái tên này. À, anh chị thấy nó kích thước nó dao động hình sọc dưa rất là nhiều phải không? Nhưng mà cái này các anh chị nhìn được tập trung đó, anh chị thấy là cái độ của nó chỉ là 0,000 mấy thôi. Tuy nhiên là nó đang đọc ở chế độ rất là nhỏ, vì các anh chị thấy cái độ nó sẽ dao động lớn. Mà thực tế thì nó rất là phẳng ha, rất phẳng. Giống như chúng ta muốn đánh giá coi khuôn mặt của người nào có bệnh không á, mình lấy chứng nhận viên ta soi. Phải giống vậy đó. Rồi bên kia lấy cái mẫu ít thi bên kia qua cho tôi, mẫu ít và thi mẫu ít thời gian cho mình á, nhắm chi giao á, nhắm chẳng đâu có rồi. Ở đây, okay. Năm đây có 5 bình nè, có đâu còn bình nữa nè, cái bình này là bên mở đưa qua nè, phải không em? Phải có bình mẫu ít không? Bình này là bình nãy của mình không? Không, mẫu của bên tôi đưa qua đó, bên nãy tôi đưa. Bên đây còn có bình nhóm bên tôi, bên này đến 5 nhóm thiếu một bình nè. Nói chỉ thấy nó đi chứ không đem cái bình này đánh số chưa? À, mẫu của bộ môn chưa? Cái này bộ môn chưa? Còn nhóm kia. Còn nhóm hả? Còn một nhóm không? Còn bên đây nhóm này nè, nhóm này còn nữa nha. Dạ nhóm này là của bên em, dãy bên em đưa qua bên dãy bên này. Còn đây nè. Còn bên đây thiếu một bình. Cái bình của ai vậy? Bỏ này sao chúc anh lấy vậy? Nhóm 2 mà sao chúc anh lấy? Đã có nhóm 2 đây nè. Đó, đây của mình, đây của mình. Đây của mình. Mẫu ít này là hồi nãy thầy đưa. Thầy đưa cho thầy coi, phải không? Rồi. À, hiện là muốn xem hay là đi tiếp rồi đấy, trật tự thì quan tâm tiếp nha. Bây giờ muốn coi có phản không vào chiếc keo xe nhấp lại đi. Chi nào? Keo bên trái. Đúng rồi, xuống này. Keo. Rồi chỉnh cái trục tung lên ở trên đó, cao đó ở số 1. À, số 1 rồi. Số 1 ở dưới là trừ 0.1. Trừ 0.1. Rồi ok. 1. Anh bấm lộn rồi không phải trừ không, anh bấm lại cái keo ơi, 1 0.1 trừ 0.1 rồi ok rồi, thấy không, anh chị thấy được hẳn ha, thì nó hẳn như này có nghĩa là cái bay lai đã thành công. Rồi bây giờ anh chị mới đưa cái mẫu K2CG27 mình vào để lấy cái cục quét bên ngoài ra, hai mẫu K2CG27 món nào đây? Cà đúng rồi đó. Thì lưu ý nha, tới đây là các ca hao tới ta tự làm hết nha. Hồi lúc đi đây có người nào mà tháo những cái nắp cho mình được cắm từ tối á, ai tháo thì mà coi không đi hai người á, và hơn là mấy người nữ là dính nhiều đó lắm. Tôi cầm cọc cái họ cái sợ, xong đi nhờ bạn tháo cái nắp ra xong hỗ trợ thi đi không điểm hai người. Mình nghĩ là được 0,5 nữa là nên nhìn có
Thì xét lại, và cái đó cái quan trọng nha, thường bị dính chỗ đó ha. Khi đó là chưa xét, xét lại, rồi xét lại cũng được. Và bấm chữ Sambo ha, bấm chữ Sambo ha, quát cổ. Ok, ok em sẽ chuẩn lưu ý nha, sau khi quét phổ tìm đến mất xong cái nhóm sau á, cái nhóm của anh nằm lại nha, không quét phổ lại nha. Yeah. Anh cứ đo điểm luôn để trả máy cho bên nhóm thực tập bên cô ly, cuối giờ rồi ai muốn học thêm ta cứ học có máy, giữ giờ mà không thể để lâu được. Rồi. Làm quy sách cái E. Không giống gì á. Giống như này à. À giống như này, giống như anh đó. Rồi, hiện giờ anh chị thấy rằng là cái phổ nó cái này khúc mực ở 300 giờ sau đó, tín hiệu nó rất là cao, cái này do ảnh hưởng của dung môi. Vậy chúng ta chỉ tập trung cái khúc này thôi, khúc mà chúng ta có làm cái mắt này. Vì bây giờ chúng ta muốn coi cái làm cái mắt có bao nhiêu thì anh chị bấm vào cái chữ đó, analysis đó. Ở trên analysis ở trên qua xíu, đúng rồi. Rồi khi nhấp sơ xong ở dưới chấp chớp với màn hình đó, nhấp vào trong đó à, được không? Đi vào trong đây rồi anh chị bắt đầu setup lại câu chuyện gì ở đây đã mất thời gian. Bây giờ chúng ta chỉ coi vùng từ 400 tới 800, chủ yếu là chúng ta coi cái độc khu từ 0 tới 1 thôi. Thì chỗ này anh chị thấy 2 3 4 5 6 nè, nó rất là cao. Chúng ta chỉ còn 0 tới 1 được rồi. Coi cái này đi. Coi được đang là mắt của nó, anh cập sẽ vào bit indicator và rồi bây giờ cái 400 600 này có một cái lambda mắt là tại 446 6 được không chị? 446 6 tại cái vùng ở dưới đây là nó dưới 400 đó là con dung môi nó bị ảnh hưởng rất là lớn. Sau đó anh chị coi cái lambda mắt là 446 6 mắt của cái hàng 27 lambda 2. Okay. Thì cái lambda 1 cũng là 500 mấy? 525. Ở đây nó có điều chỉnh cái khoảng cách lại mà nó không có chữ kia bên đây. Không có keo mà. Ở đây. Rồi chụp hình cho nó đẹp thôi. Trừ 0.1 1 400 hay 600. Rồi. Ok, rồi, anh chị à. Rất là đẹp ha. Đúng không sao? Đẹp cái phổ đồ của hàng K2CG2 O7. Thì sau khi xong cái này rồi chúng ta mới chuyển sang đo điểm. Thì muốn chuyển sang đo điểm thì trước hết chúng ta sẽ tắt cái chế độ này đi. Tắt cái đoạn này. Đo cái này đi. No sale ha, có sale rồi. Rồi. Tắt cái này luôn.
bây giờ chúng ta đang ở chế độ bắt khổ, chắc chế độ bắt khổ luôn đồ luôn à. Rồi khi đó chúng ta sẽ chuyển sang chế độ đo điểm, thầy ngồi đo điểm nè. Bây giờ trong chế độ đo điểm này chúng ta phải đo tại 26, còn phải đo tại 26 nữa chị. Tại 525 và 46 26. Thì muốn đo 26 thì chúng ta sẽ vào chữ parameter. Parameter. À. Rồi, mình nhấp 26 vào. Nhấp đây luôn hả? Đúng rồi. Giờ nhấp con cam 24 trước và 525 trước đi. Rồi. Rồi xong ha, bây giờ anh chị mới lấy cái ra là mũ trắng lại, anh ta phải dùng mũ trắng rồi. Bây giờ còn chế độ quét bỏ sang chế độ cho điểm, chúng ta phải là mũ trắng lại. Rồi một cái thôi ha, khi khỏi chẳng thích rồi thì chừng nó không đủ. Lăng cục lăng. Rồi, mess sample cái okay, kiểm tra có cái chỗ lăng thành công không? Sample, không sample đâu. Không chỉ sample cái bên. Cái lăng đó. Nói tiếng Anh nó chuẩn lắm. Ở đây chỉ có mình nghe không quen thôi. Rồi ha, anh chị thấy không? Chúng ta 0.00 cần đúng 3 số 0 thôi, 0.000. Còn số tư nhảy thì kệ nó à. Còn gì chúng ta đã lăn thành công rồi. Bây giờ anh chị lấy cái mẫu K-4 vặn và đo. Có cái bình K-4 và đo. Tao biết cái phổ nó giống cái phổ cũ của thằng bữa trước á, cuối giờ anh quét thì quét lại nhưng mà không có thời gian, chút xíu mới nhớ đồng học là qua là không có đo rồi. Cái này nó đi thôi nhưng mà mình chưa lấy bọn thầy là mình cũng chưa lấy bát phổ, mình biết cái năm anh mình làm luôn không quét không bài cam anh muốn quét thôi chấm dùng máy mà anh vô nhớ auto nha. Không, không auto. Cái này cũng chống là cái độ mà ý vào bạn mình đó, ghê lắm. Đây trong nhớ lúc nào có người hy sinh nào tất cả những người còn lại ngồi chơi không có đang nhắm bạn mình làm. Bây giờ cái bài của tôi thì coi như ai cũng phải làm hết. Lăng sambo luôn. Sambo lăng lăng là nhớt đó, lăng là nhớt thôi, cả nhớt luôn á. Thì khi đi thi không được phép làm lui, cái là đã sai sai luôn, tới luôn, tại những nhiều bài to liên tục không có nghỉ. Lăng là trừ bì lần đầu thôi. À.
Rồi, giờ con